Xin chào mọi người, mình là Quang Hưng. Hôm nay mình có mặt tại đây để mình tiến hành cách âm một con xe, đó là Kia Carnival. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái sản phẩm cách âm đó là SV1102, là sản phẩm đến từ Hitta. Vật liệu cách âm mình sử dụng là SV1102, có khả năng dập tắt âm thanh và rung động tốt. Dán cách âm ở sàn và cốp giúp giảm thiểu tiếng ồn từ mặt đường và hệ thống chuyển động. Sau khi dán cách âm thì chúng ta tiến hành lăn để đảm bảo vật liệu bám dính và cách âm tốt, đặc biệt là ở những vị trí không bằng phẳng. Không dán cách âm lên các thanh đăng cứng, đệm cao su và khoét các lỗ ốc để lắp đặt các thiết bị của xe. Tiếng ồn từ động cơ sinh ra là đáng kể nên ở phần sàn phía trước, khi dán chúng ta đẩy miếng cách âm vào sát nhất có thể. Đây là hình ảnh tổng quan sau khi đã dán cách âm sàn và cốp xe. Sau khi dán cách âm thì chúng ta cũng sẽ lắp các thiết bị nội thất vào như ban đầu.